Những viên kẹo với hình dáng kỳ lạ này vốn là thứ đồ ăn đang được nhiều trẻ em yêu thích nên bán rất chạy trong thời gian qua. Nhưng ở kho hàng này, khi bị cơ quan công an phát hiện thì nó cũng chỉ là thứ bỏ đi, là hàng vi phạm, xếp vào loại bánh kẹo 30, không hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ và không đảm bảo chất lượng về an toàn thực phẩm. Dù vi phạm đủ thứ quy định nhưng chủ hàng vẫn nhập về kho với số lượng lớn, chưa kịp tiêu thụ thì bị bắt. Với lô hàng này thì nó có số lượng lớn, cần phải xử lý nghiêm để mà tránh cái ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu dùng, đặc biệt là với trẻ em. Mặt hàng thì chủ yếu được phục vụ trẻ em trong dịp Trung thu. Ngoài kẹo con mắt, tại kho hàng này còn có hàng chục loại bánh kẹo, thực phẩm dinh dưỡng khác nhau. Nhưng một điểm chung là đều có nguồn gốc xuất xứ từ Trung Quốc và không đủ điều kiện lưu thông trên thị trường. Để triệt phá được kho hàng này, cơ quan công an đã mất nhiều tháng trinh sát theo dõi, khi mọi hoạt động vận chuyển hàng đi và về chỉ diễn ra vào ban đêm. Thậm chí việc thuê kho nằm sâu trong khu dân cư ở ngoại thành Hà Nội như thế này cũng là một tính toán trước của chủ hàng để tránh sự phát hiện của các cơ quan chức năng. Từ những mặt hàng này sẽ được các đối tượng nhập từ một số cái tỉnh biên giới phía Bắc, sau đó tập kết tại Hà Nội để tiêu thụ trong nội thành Hà Nội cũng như là bán và xuất ra một số cái tỉnh lân cận. Ước tính có khoảng 10 tấn bánh kẹo bị thu giữ tại kho hàng. Theo cơ quan công an, nắm bắt tâm lý xính bánh kẹo ngoại của nhiều phụ huynh và trẻ em, nên thời gian qua, những loại bánh kẹo nhập lậu không đảm bảo chất lượng này vẫn được nhiều người ưa chuộng tìm mua. Lợi dụng tâm lý đó, các gian thương nhập về và giao bán số lượng lớn trên mạng Internet và tại các vùng nông thôn, đặc biệt trong thời điểm gần đến Tết Trung Thu như hiện nay. Thưa quý vị, hiện nay các thương hiệu bánh kẹo trong nước đang chật vật trong cuộc cạnh tranh với các loại bánh kẹo ngoại và đang mất dần thị phần trên chính sân nhà của mình. Một trong những nguyên nhân đó là sự xuất hiện của rất nhiều loại bánh kẹo có nguồn gốc xuất xứ ở nước ngoài nhưng được nhập lậu với số lượng lớn như thế này.